Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Gà đấy nó săn. Nó săn xe nhưng mà cái miếng thịt nó lại không bị khô. Nó săn thì cái bì nó săn, nó giòn, nó ăn cá nó rất là giòn. Nó săn xe lại ăn nó giòn 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 đúng không? Ừ. Mà cái miếng thịt thịt cái phần thịt nạc của nó vẫn cứ mềm, nó lại không không bị kiểu dạng như là cái bì của nó giòn, ăn rất là giòn. Nó làm khéo thật. Phải là gà đi bộ à? Đúng rồi, cái gà đấy phải gà đi bộ thì nó mới ấy được như vậy. Gà không phải gà nuôi trong vườn này bình thường đâu, như kiểu nó gà chạy đồi ấy, rồi đấy, dạng như vậy đấy. Thì giống như ông dẫn tưởng tượng khỏe mà nó sẽ săn chắc mà giống như người tập thể ấy. Nó thật nó có nghĩa là cảm giác người như nó săn lên da thịt bạc của nó săn như vậy. Chứ bình thường như ăn gà kia nó mềm nó bở đúng không? Nhưng đây nó săn nó dai. Nó vẫn mềm nhưng mà nó mềm theo kiểu chắc chắc ấy. Mà nó không khô, không bã thịt gà đâu nhá. Mình ăn miếng bò mình còn thấy nó hơi bã bã, mình ăn miếng thịt gà ấy. Thế nên mới cái cảm giác là sẽ chưa gặp một miếng gà là nó ngon như vậy. Thế không có. Đặc biệt ở cái chỗ này. Mà ăn nó giòn từ trong nó ngoài. Giòn chứ. Giòn ngon đúng không? Nó chắc thịt. Chắc thịt. Nó mỏng, nó săn, nó giòn. Da nó mỏng, không hề có tí mỡ rồi. Mình thích là thích ở cái chỗ đấy, có nghĩa là cái cảm giác ấy nó rất là thú vị. Mà nó thơm chứ. Gà đặc biệt, phải nói là đặc biệt. Đặc biệt từ cách lựa chọn gà nó đến chế biến. Nhưng mà không phải cứ luộc con gà lên là ok đâu. Có khi gà ngon về không biết làm nữa thành không ngon. Vâng, vừa rồi là hơn 2 phút chém gió cùng Hiếu Tuấn về cái món phở với cái tên quán cũng rất là đặc biệt là phở 113 nhé mọi người nhé. Nghe thấy cái số 113 là cảm thấy nó có gì sai sai ấy, chứ không thì bây giờ mà cầm máy mà gọi đến 113 thì cũng rất là mệt luôn đấy mọi người. Thật sự luôn, nói vui vậy thôi chứ bây giờ Tuấn đang đi trên cầu Lạc Long nhé. Và phía bên phải mọi người đây đó là cái dòng sông Tam Bạc. Với cái hai khu phố bên dòng sông Tam Bạc đây là phố đi bộ của thành phố Hải Phòng nhé mọi người nhé. Và chuẩn bị xuống cái đường Điện Biên Phủ nơi có cái quán 113 đó, review cho mọi người chi tiết hơn nhé. Thực ra thì mỗi lần Tuấn review một quán nào đó thì cũng muốn chia sẻ với mọi người về cái không gian xung quanh cái quán đó, để mọi người có thể hình dung ra con đường đến đó và nó ở đấy nó sẽ như thế nào. Đối với người Hải Phòng thì dễ dàng rồi, nhưng mà có thể đối với những du khách du lịch đến Hải Phòng muốn thưởng thức ăn uống vui chơi ở Hải Phòng thì họ dễ dàng có thể hình dung ra được, biết xung quanh địa điểm ăn uống ở Hải Phòng đó có cái gì ăn uống hoặc là vui chơi ngắm cảnh hay không. Vậy đó, còn đây là đường Điện Biên Phủ nhé mọi người nhé, là một trong những tuyến phố trung tâm của thành phố Hải Phòng. Hồi xưa thì đường này là ở cái khu phố Tây nên có nhiều ngôi nhà mang kiến trúc kiểu cổ châu Âu gì đó. Còn tuyến đường ấy thì bắt đầu từ ngay phía chỗ bờ sông Tam Bạc, cái khu phố đi bộ đấy lúc nãy, kéo dài xuống tận ngã sáu cũ nhé, nối với cái đường Đà Nẵng. Dọc tuyến đường này thì có rất nhiều quán ăn uống nha mọi người nhé. Và cũng có rất nhiều khách sạn lớn ở trên tuyến đường này. Sắp sửa là có một cái tòa nhà trung tâm thương mại khoảng 20 tầng nằm ngay ở phía chân cầu Lạc Long lúc đấy mọi người đi qua đấy, lúc đấy Tuấn đi qua đấy. Đoạn gần chỗ tổng hợp Minh Khai cũ thì cũng đang có một cái tòa nhà xây khoảng trên 10 tầng xây dựng rồi. Đối diện ngay khách sạn 11 tầng cũ đấy. Đợt tới sẽ làm video review chi tiết cho mọi người về cái tuyến đường này luôn, làm mới luôn. Và cũng đã có video chia sẻ với mọi người về một số quán cà phê này, đẹp này, quán có món ăn sushi của Nhật Bản ở trên đường Điện Biên Phủ này, trên kênh Tôi Yêu Hải Phòng này, để mọi người có thể tham khảo được rồi đấy.
Bây giờ thì cũng tới quán phở 113 rồi. Quán nằm ngay số 113 luôn nhé mọi người nhé. Nói chung là cái chỗ này rất là đông vui, vì là Tuấn cũng thường thường hay đi qua cái chỗ này mà. Chỗ này có quán ăn này, quán cà phê khá nhiều. Chiều tối thì có cả bia cỏ nữa, có thể ngồi ở đây chém gió được. Nói chung là đông, vui. Lúc này thì khoảng 7 giờ kém 20 sáng thứ bảy, mà đúng cái ngày 13 tháng 3 năm 2021 luôn nhé mọi người nhé. Bây giờ thì mới để ý cái ngày tháng, mới giật mình nhờ tại sao lại trùng hợp đến thế. Thực ra thì Tuấn và người yêu cũng ít khi đi khám phá những món ăn vào buổi sáng, do là cái tật ngủ muộn của mình và người yêu thì lại bận. Nhưng bây giờ thì sẽ cố gắng cứ cuối tuần là rủ người yêu đi khám phá những món ăn mới để review chia sẻ cho mọi người, để mọi người có thể hiểu rõ hơn về ẩm thực của Hải Phòng nhé. Và để nhận được những video mới nhất thì cô chú anh chị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông ở phía dưới góc phải bên dưới video nhé. Vâng, thực ra thì được một cậu bạn chia sẻ là quán ăn này rất là ngon, cậu rất là hay ăn ở cái quán này, mà cậu cũng hay đi ăn những cái món ngon ở Hải Phòng luôn, nên là thỉnh thoảng xin cậu một vài địa chỉ để review chia sẻ cho mọi người. Quán thấy bảo là cũng mở được khoảng 10 năm rồi. Đây là một quán phở đặc sản Nam Định nhé, quê của người yêu mình đó. Thấy sáng sớm ngày cuối tuần mà có khá nhiều người đến đây ngồi ăn rồi. Thực ra thì Tuấn và người yêu thì cũng muốn đi ăn sớm để đỡ đông thôi. Và thực ra review cho nó dễ. Chứ thực ra khoảng 7 giờ hơn một chút là những cái quán ngon như thế này ở Hải Phòng ấy thì đông nghịt người luôn. Và video sau Tuấn sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn món bún cá rô này, món bún ốc này, review cho mọi người để mọi người có thể tham khảo được. Còn cái món bánh đa đỏ đặc sản của Hải Phòng ấy thì cũng đã chia sẻ 2 video rồi trên kênh Tôi Yêu Hải Phòng rồi. Nhưng mà đợt tới sẽ đi thêm vài quán bánh đa đỏ nữa để review chia sẻ cho mọi người. Nói chung là ăn uống xong là mọi người có thể bước ra vài bước sang bên cạnh để ngồi uống cà phê này, trà cúc này. Tí sẽ review luôn cái quán cà phê bên cạnh cho mọi người. Còn nếu thích sành điệu hơn ấy thì sang ngay hai cái quán cà phê đối diện bên đường ấy kìa, rất là sành điệu và đẹp luôn. Còn thích ngồi hóng gió thì phi xe máy một phút ra phố đi bộ bên sông Tam Bạc, ngồi uống cà phê ngắm cảnh mây trời mênh mông, làm vài kiểu check-in Hải Phòng nữa là ngon luôn. Đó, đó là một vài gợi ý để mọi người có thể thưởng thức, tận hưởng cái không khí ngày cuối tuần cùng gia đình, bạn bè và người yêu nhé. Như mọi người đã xem review chém gió lúc đầu của người yêu Tuấn thì Tuấn cũng cảm nhận được cái ngon của món phở Nam Định này. Người yêu Tuấn thì ăn phở gà nhé, Tuấn thì gọi phở bò tái. Đây là món rau sống nhé, với cả một chút giá đỗ để mọi người có thể nhúng vào bát phở của mình để ăn kèm đó. Đó, giá đỗ màu trắng. Đấy. Còn kia là rau sống màu xanh, nó có đủ vài loại lá để mọi người có thể chấm. Còn đây là những lát chanh, thường nhiều quán thì dùng cả quất nữa, những lát chanh chua. Đấy, còn đây là ớt, ớt này, quả ớt được thái mỏng ra, thái nhỏ ra. Và đây cũng có đủ các loại nước chấm để mọi người có thể lựa chọn, như là chí trương còn gọi là tương ớt đối với các nơi này, súp cũng còn gọi là gia vị này, nước mắm này, giấm tỏi chua này. Đó, khá nổi tiếng. Đây, mình là phở Nam Định đúng không? Gà thêm bò. Thường thì Tuấn thích ăn phở với gà chanh này, và một chút chí trương, nó chua chua này, cay cay như cái hương vị của cuộc sống vậy. Nào, chúng ta cùng thưởng thức thôi. Khi vắt chanh thì mọi người nhớ là bỏ cái hạt ra nhé, vắt vào cái thìa và bỏ gạn cái hạt ra, không là hạt ăn nó rất là đắng đó. Rồi bây giờ Tuấn thêm một chút tương ớt vào. Đấy, chí trương. Đấy, ăn nó cay cay thôi, mọi người nào ăn nhiều thì cho nhiều vào. Đấy, mọi người nhìn bát phở đây, phở thịt bò của mình ấy, nước dùng trông nó ngon, nó có độ mỡ này, thịt này, bò tái này. Còn bên này là bát phở gà của người yêu mình. Đấy, có một chút hành, hành xanh lá, rất là thơm, ngửi rất là thơm luôn. Đấy, nào chúng ta cùng chiến đấu thôi. Thịt này mềm, ngọt, nước dùng thơm. Rau sống này, giá đỗ thì trông là tươi ngon. Và ăn càng nhiều giá đỗ thì càng tốt đi nhé. Càng tốt đấy, càng tốt đấy. Đó là một lời khuyên đấy. Nào mọi người nhớ nhé,
Ai không ăn được hành thì nhớ bảo người bán là đừng cho hành vào nhé. Còn ăn được hành nó mới ngon, nó có độ thơm của hành với cả quện với cả thịt bò tái với cả bánh phở với cả nóng rất là ngon thơm. Chắc là người ta xào có thấy đảo qua thì nó săn lại. Kiểu như là người ta luộc xong rồi người ta làm cái giống như nào đấy, xong người ta cho là thử lạnh, xong nó làm săn giòn đi. Nhưng mà phải chọn cái khâu chọn cá, chứ không hề thấy cảm giác xào thái tươi thái thì cũng thấy được. Ôi nó giòn luôn rồi. Chứ bây giờ ăn con gà nguồn nó con tí. Và cuối cùng là đến món trả tiền bây giờ nhé. Chín mươi. Ở đây mình bán lâu rồi. Mười một năm rồi. Đó, nói chung là món ngon phải thế. Nhưng đã ngon, đã hợp rồi thì nếu ít thì vài tuần mình tới một lần. Những lần khác thì thưởng thức những cái món mà Tuấn sẽ giới thiệu trong video sắp tới nhé. Nói chung là cuộc sống mà, chúng ta phải thử nhiều thì mới biết được đắng cay, chua ngọt, ngon, không ngon là như thế nào nhé. Thực ra là ngồi uống cà phê bên cạnh ấy, vẫn thấy đông nhé mọi người. Và nhiều lần vào buổi sáng Tuấn đi qua đây rồi, đều đông cả. Quán chỉ bán vào buổi sáng thôi nhé mọi người. Mọi người chú ý cái điều này. Rồi, bây giờ là sang review một chút về cái quán cà phê bên cạnh nào. Ở đây mình có cà phê, có trà cúc không anh? Có trà cúc hả anh? Trà cúc đá. Cho một cà phê, một trà cúc nhá. Cà phê gì anh nhỉ? Cà phê màu. Màu đá. Màu đá. Nói chung là quán cà phê Hải Phòng bây giờ thì thường cũng có rất nhiều loại đồ uống để mọi người có thể lựa chọn. Người yêu Tuấn thì thích uống cà phê vào buổi sáng cho nó tỉnh táo. Còn Tuấn thì lúc nào cũng phải luôn giữ cho mình tỉnh táo bên cạnh người yêu rồi. Cho nên là làm một cốc trà cúc thôi, chứ thực ra thì uống cà phê hay uống trà cúc ấy, hay bất cứ một món đồ uống nào ấy, thì cũng nên nói với chủ quán về cái sở thích của mình nhé. Nếu mà uống cà phê có sữa thì thích ngọt hay thích đắng, hoặc uống trà cúc thích đậm hay thích nhạt thì nhớ nói với chủ quán. Đó là cái kinh nghiệm của Tuấn nhé. Đang sẵn cà phê rồi. Mà Tuấn cũng đã review cho mọi người về cái phố trà cúc ở đường Phan Bội Châu rồi, và phố cà phê ở đường Minh Khai trên kênh Tôi Yêu Hải Phòng rồi đó. Để tìm video thì cũng đơn giản thôi, đánh cái tên phố, cái quán mà mình biết ấy, rồi thêm cái chữ là Tôi Yêu Hải Phòng là ra ngay thôi. Rồi, đó là những kinh nghiệm của Tuấn mà khi đi uống cà phê ấy. Vì mỗi quán người pha cũng có tính cách và sở thích khác nhau, nên họ cũng sẽ đưa ra những cái hương vị khác nhau cho mọi người để mọi người có thể thưởng thức nhé. Nói chung là ngồi đây sướng, ngắm view đường phố đi lại mà. Nếu vào cái ngày đi làm thì tuyến đường này đông lắm, đặc biệt là giờ đi làm đấy, kể 7 giờ sáng này hoặc là 5 giờ chiều là tan tầm đó. Hôm nay là ngày cuối tuần nên là cũng đỡ tiếng còi xe đó. Thực ra thì ngồi cũng là sáng sớm, cuối tuần thì mọi người thường ngủ muộn. Nhưng mà hôm nay là thứ bảy là mọi người cũng nhiều nơi là vẫn đi làm buổi sáng đó. Thực ra thì cái âm thanh của cuộc sống đô thị nó là thế. Thích tiếng xe cộ ở đường phố hay thích sự tĩnh lặng ấy, thì nó cũng còn phụ thuộc vào cái tâm trạng của mỗi người trong cái ngày hôm đó. Và đặc biệt là đi ăn với ai này, ngồi uống với ai mới là quan trọng đúng không? Đôi khi chỉ cần ngồi bên cạnh nhau ấy, ngắm đường phố là cũng thấy vui rồi đúng không? Hãy tận hưởng cuộc sống theo cái cách của mình ở những cái nơi mình đang sống mọi người nhé. Rồi, một chút review về cái quán phở 113 nơi này để mọi người có thể cảm nhận được nhé. Nếu mà có dịp thì hãy đến đây để thưởng thức cái món phở Nam Định này. Còn ai đã ăn rồi thì có thể chia sẻ cho mọi người một vài điều bằng cách là bình luận ở xuống bên dưới để mọi người có thể hiểu hơn nhé.
Và ai muốn Tuấn và người yêu review một cái quán nào đó thì cũng hãy để bình luận ở phía bên dưới nhé. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video. Và nhớ đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh Tôi Yêu Hải Phòng nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.